Bà mua gì nữa đi lên xe nha, đi kìa. Làm sao mà được? Con đang buôn bán thì chúng buôn bán thôi. Rồi lên vô xe vô xe. Bây giờ nè, bây giờ bốn chỗ mà giờ còn hai chỗ mà trên bốn người tôi có gì được hay không? Được hết lên, ngồi lên lòng nhau. Con này mà không buôn bán gì nữa lên xe hay không? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Bây giờ sao? Trên xe có hai chỗ bây giờ 4-6 người bây giờ sao? Ngồi lên lụt, ngồi lên lụt, ngồi lên lụt. Cái gì vậy bà nội? Ngồi lòng nhau. Con mẹ bà qua đây đi. Bà mua đi. Bà mua cái gì mà mua? Tiền cho mày mua. Bây giờ về tới quê rồi không có xe có chỗ. Thôi đi. Thôi bà đừng có cãi nữa. Không mua gì hết. Không. Chúng nó đi mình lên xe, lo lên xe. Không mua. Thì bà lên trước là bốn con mình đi. Rồi. Ai ôi mà.